Ban Ki-moon được nhiều người biết đến với vai trò là Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc và là nhà ngoại giao kiệt xuất của thế kỷ 21. Ông đã có nhiều cống hiến quan trọng góp phần thúc đẩy nền hòa bình của nhân loại. Song trước đó, ít ai ngờ rằng một cậu bé nghèo hiếu học ở một vùng quê sau chiến tranh lại có thể trở thành quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc. Hành trình đó không thiếu những khó khăn, song với sự nỗ lực hết mình và lòng cương trực, ông đã trở thành người được cả thế giới kính trọng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Ban Ki-moon, cậu bé nghèo mê tiếng Anh trở thành nhà ngoại giao kiệt xuất của thế kỷ 21. Cậu bé làng chiến. Ban Ki-moon sinh ngày 13 tháng 6 năm 1944, là anh cả trong một gia đình có 6 người con tại làng Hengchi, huyện Eumseon, tỉnh Chungcheong Bắc, Hàn Quốc. Trước khi sinh Ki-moon, mẹ của ông là bà Shin Hyun-sun đã hai lần mang nặng đẻ đau, nhưng cả hai đứa con đều ra đi khi chưa đầy 100 ngày tuổi. Trước khi kết thúc chiến tranh thế giới lần 2, làng Hengchi trông heo hút khô cằn như bao làng mạc khác vì trở thành làng chiến tranh do bị Nhật Bản chiếm đóng. Khi cậu bé Ban Ki-moon được 3 tuổi, gia đình chuyển đến sống ở Jeonju. Cha ông là một người làm nghề dịch vụ kho bãi, nhưng khi Ki-moon lên 6 tuổi, công việc kinh doanh của cha không còn thuận lợi, gia đình bị phá sản. Tại Jeonju, Ki-moon vào trường tiểu học Kyohyun. Do bị đánh phá trong một đợt tập kích từ thời chiến, ngôi trường gỗ đã không còn. Thay vào đó, giáo viên phải dựng phòng học tạm bằng liều bạc, nên trường rất là sập xệ. Ban đầu, Ban Ki-moon hay bị bạn bè trêu chọc vì có nốt ruồi rất to trên sống mũi. Nhưng dần dà, lũ bạn không còn trêu chọc ông nữa. Đó là nhờ việc học hành của Ki-moon, không những chăm chỉ mà ông còn học với một niềm yêu thích thực sự. Khi mà lũ bạn vẫn hay thách đố nhau xem đứa nào có nắm đấm mạnh hơn, thì Ki-moon lại hứng thú hơn với những cuộc thi kiểu như xem ai nhớ được nhiều từ vựng hơn hay xem ai tính nhanh hơn. Các bạn không ganh ghét sự thông minh của ông, ngược lại còn yêu thương bởi vì tính ông rất hiền lành. Niềm đam mê với tiếng Anh. Tháng 3 năm 1957, Ban Ki-moon đổ vào trường phổ thông cơ sở Jeonju với thành tích xuất sắc theo đúng mục tiêu đề ra. Theo thông lệ, giáo viên chủ nhiệm sẽ chỉ định bạn đứng nhất lớp làm lớp trưởng. Người đó không ai khác chính là Ki-moon. Vào cấp 2, lần đầu tiên ông được học tiếng Anh và rất say mê với môn học này. Đối với Ki-moon, cách phát âm và chữ cái trong tiếng Anh thật kỳ lạ. Trông thì hay nhưng dù rất cố gắng vẫn không tài nào nhớ nổi. Cuối giờ học, giáo viên tiếng Anh giao bài tập viết chữ mỗi chữ cái 20 lần. Lũ bạn ai cũng than vãn, nhưng riêng Ki-moon lại có suy nghĩ khác. Ông quyết tâm luyện tập cho bằng được. Viết đi viết lại mỗi chữ hơn 20 lần, Ki-moon bắt đầu thấy mình bớt nhầm lẫn và đã phân biệt được các chữ. Một hôm, vì chán đọc sách giáo khoa, Ki-moon đã vét sạch tiền bỏ ống để mua một tờ Time. Khác với tên gọi đơn giản của tờ tạp chí, nội dung của nó không hề dễ đọc so với trình độ tiếng Anh cấp 2. Ki-moon mò mẫm từng dòng, tra từng từ bằng từ điển. Cứ như thế, khả năng và tốc độ đọc báo của ông tăng dần và bắt đầu nắm bắt được nội dung. Chiến tranh lạnh xảy ra do mâu thuẫn giữa Liên Xô và Mỹ. Cái nhìn của Mỹ về tình hình thế giới, khoa học kỹ thuật đã được con người thay đổi và phát triển ra sao? Một thế giới rộng lớn đang dần mở ra trước mắt cậu thiếu niên Ban Ki-moon qua từng trang tạp chí. Chương trình tham quan Hoa Kỳ. Năm 1962, Ki-moon đến Seoul tham gia kỳ thi tiếng Anh do Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ tổ chức. Chỉ cần vượt qua kỳ thi này, ông sẽ được tham gia chương trình tham quan Hoa Kỳ Vista. Khi ấy, không ai nghĩ ông sẽ đậu. Vì Ki-moon chỉ là học trò ở vùng quê, làm sao có thể cạnh tranh với các thí sinh ở Seoul. Ấy vậy mà ông đã xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi với 80 điểm, chính thức trở thành một trong 4 học sinh nhận học bổng chương trình Vista, đại diện nước Hàn đến tham quan Hoa Kỳ. Đây không chỉ là niềm kiêu hãnh của gia đình, mà còn là niềm tự hào của cả thành phố Jeonju. Trước khi đi Mỹ, cô Yu Sun-taek đã đại diện trường nữ sinh Jeonju mang quà tới chúc mừng Ki-moon. Từ lâu ông đã để ý và cảm mến Sun-taek, nhưng chưa có dịp làm quen. Vậy mà giờ đây, Sun-taek đã đứng trước mặt ông cười thật tươi và còn chúc mừng nữa. Trái tim Ki-moon như loạn nhịp. Về sau họ đã kết hôn và sống với nhau thật hạnh phúc. Làm gia sư tiếng Anh cho đại tướng khi nhập ngũ. Sau khi trở về nước, Ki-moon bắt đầu công việc học tập tại trường Đại học Quốc gia Seoul, chuyên ngành quan hệ quốc tế. Những năm tháng ấy, do điều kiện kinh tế khó khăn, ông phải làm gia sư để trang trải sinh hoạt phí. Mặc dù chỉ là làm thêm, nhưng ông nhanh chóng trở thành một gia sư có tiếng. Ông cũng từng dạy kèm cho con của nghị sĩ đảng Cộng Hòa là Shin Yong-nam. Ngài Shin hết sức quý mến ông và thường đùa sau này sẽ mai mối cho ông. Không chỉ nghị sĩ Shin, mà các bậc phụ huynh ở các gia đình Ki-moon đến dạy kèm đều không tiếc lời khen tặng. Thậm chí nhiều chủ doanh nghiệp đã ướm hỏi muốn mời Ki-moon về làm việc cho họ sau khi tốt nghiệp.
Cuối năm thứ hai đại học, Ban Ki-moon lên đường nhập ngũ. Đây là việc mà từ lâu ông đã lên kế hoạch. Đại tướng Trang sau khi nghe tin ông là người rất giỏi tiếng Anh, liền cho gọi binh nhì Ban Ki-moon đến gặp, và rồi Ki-moon đã được yêu cầu làm giáo viên tiếng Anh cho đại tướng Trang. Thời điểm Ban Ki-moon xuất ngũ cũng là lúc chế độ thi công chức trong ngành ngoại vụ được áp dụng. Năm 1968, ông trở lại trường và trong 2 năm cuối của đại học thì ông đã cố công chuẩn bị cho kỳ thi này. Cuối cùng, bằng sự nỗ lực của mình thì ông cũng tốt nghiệp đại học vào năm 1970, và cùng năm đó, ông đỗ Á khoa kỳ thứ 3 trong đợt thi công chức vào ngành ngoại vụ. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên lại ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công và thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Thăng tiến nhanh chóng. Năm đó, Ban Ki-moon đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo của Bộ Ngoại giao với thành tích cao nhất, nên ai cũng chắc chắn như đinh đóng cột rằng ông sẽ đăng ký và được điều sang Mỹ công tác. Nhưng ông đã chọn Ấn Độ vì nơi đây có mức sinh hoạt phí rất rẻ. Ông mong muốn dành dụm tiền để mua tặng bố mẹ ở Chung Chu một căn nhà. Tại Ấn Độ, Ki-moon đã gặp được người thầy lớn của cuộc đời mình, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Ấn Độ, ngài Noh Shin-yong. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Lee Bum-suk, Bộ trưởng thứ 19, cũng muốn Ki-moon tham gia đội ngũ của mình. Vì vậy, ông đã thăng chức cho Ki-moon từ vị trí công chức bậc 4 lên công chức bậc 3 trong bộ. Việc làm này bị phản đối quyết liệt vì cho rằng người trẻ tuổi như Ki-moon thiếu nhiều kinh nghiệm. Vào năm 1985, Noh Shin-yong đã đề nghị ông giữ chức vụ trợ lý ngoại giao khi ông này nhậm chức Thủ tướng Chính phủ thứ 18 của Hàn Quốc. Ban Ki-moon đã từ chối vì cho rằng còn nhiều bậc tiền bối phù hợp hơn mình. Nhưng Noh Shin-yong bảo không ai phù hợp hơn ông. Cuối cùng, Ki-moon được thăng chức từ bậc 3 lên bậc 2 trong ngạch công chức ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Lee Sang-ok, Bộ trưởng thứ 23 sau khi bổ nhiệm Ban Ki-moon làm công sứ tại Mỹ, đã thăng chức cho ông lên công chức bậc 1 chỉ trong một tuần. Tốc độ thăng tiến của Ban Ki-moon quá nhanh, đến mức Bộ trưởng Ngoại giao là Kong Do-myung, Bộ trưởng thứ 25 đã phải thốt lên, đã đến lúc nên hãm cầu lại. Thế nhưng đến tháng 1 1996, Ban Ki-moon đã được thăng chức lên vị trí trợ lý thứ nhất của Bộ trưởng. Và rồi vào tháng 2 cùng năm, ông được thăng chức làm trợ lý ngoại giao của Tổng thống, ngang cấp hàm Thứ trưởng. Tháng 11 năm 1996, trong nhiệm kỳ của Bộ trưởng Yu Jong-ha, Bộ trưởng thứ 26, Ban Ki-moon đã được phong chức trợ lý an ninh ngoại giao của Tổng thống. Như vậy có nghĩa ông đã được thăng chức 3 lần trong một năm. Năm 1998, khi đang đảm nhiệm vị trí đại sứ Hàn Quốc tại Áo, Ban Ki-moon đã nhận được quyết định đề bạt từ Bộ yêu cầu ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, một vị trí vô cùng quan trọng và là ước mơ của nhiều người. Ban Ki-moon là kỳ tích của Bộ Ngoại giao trong việc thăng tiến với tốc độ nhanh chóng, nhưng lại được khích lệ và động viên hơn là bị ghen ghét, đó là vì phẩm chất của ông. Ông luôn nhã nhặn, khiêm nhường, biết quan tâm suy nghĩ cho người khác, nhờ đó ông được lòng cả cấp trên lẫn cấp dưới. Cú sốc và thử thách. Năm 2000, do quan ngại khả năng tấn công tên lửa từ Triều Tiên và Iraq, Mỹ đã rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo với Nga năm 1970. Sau đó, vì sự chần chừ của Hàn Quốc, một quốc gia thân Mỹ trong việc thể hiện tiếng nói của mình, các cơ quan ngôn luận của Mỹ như tờ New York Times đã đồng loạt đưa tin Hàn Quốc đã quay lưng với Mỹ và bắt tay với Nga. Tổng thống Kim Dae-jung đã phải gấp rút gặp mặt Tổng thống Bush để xin lỗi về vấn đề này, và chính phủ phải thực hiện việc quy trách nhiệm cho Bộ Ngoại giao để thể hiện mối quan hệ giữa hai nước Hàn Mỹ không có gì thay đổi. Ban Ki-moon chính là người bị quy trách nhiệm và buộc từ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. 4 tháng sau, ông nhận được liên lạc từ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Han Seong-soo, Bộ trưởng thứ 30, cũng là Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông này đề nghị ông Ban quay về làm chánh văn phòng thư ký cho mình ở Liên Hợp Quốc. Ông Ban Ki-moon chấp thuận và bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu xung quanh mình, bắt tay vào khởi đầu mới. Sự cố gắng nỗ lực của ông tại Liên Hợp Quốc đã được đánh giá cao. Ông được xem là nhà ngoại giao thực sự vì không có kẻ thù trên vũ đài quốc tế. Sau đó, ông đã trở lại làm việc cho Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Và vào năm 2004, ông đã được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại. Trở thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Có thể nói, Ban Ki-moon ban đầu không phải là một ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Cho dù bản thân ông cũng có khá nhiều ưu điểm, tuy nhiên, nhiều người cho rằng một nhân vật có tính cách quá thận trọng như ông Ban không thích hợp cho những cải cách triệt để tại Liên Hợp Quốc. Nhưng sau đó, ông nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của tất cả các nước châu Phi và tất cả các quốc gia khác trong thành phần Hội đồng Bảo an trừ Nhật Bản bỏ phiếu trống. Bởi trước đó, Ban Ki-moon đã có hàng loạt những chuyến công du ở nhiều nước, viện trợ hàng triệu đô cho các hoạt động giáo dục và xã hội. Vào ngày 9 tháng 10, Hội đồng Bảo an chính thức chọn Ban Ki-moon như là người được đề cử. Vào 13 tháng 10,
Tổng hội đồng gồm 192 thành viên thông qua một nghị quyết bằng biểu quyết bổ nhiệm ông làm Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu. Ngay từ khi nhậm chức, Tổng thư ký Ban đã chọn biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu vào tháng 12 năm 2007 bằng nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ với các nước lớn. Hội nghị ký kết Hiệp ước Biến đổi khí hậu đã diễn ra tại Bali, Indonesia với nội dung hỗ trợ kinh tế của các nước phát triển dành cho các nước đang phát triển nhằm hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, hiệp ước nhanh chóng bị Mỹ phản đối bởi vì cho rằng mối quan hệ lợi ích giữa các quốc gia ngày càng trở nên đối lập sâu sắc. Vì thế, hiệp ước biến đổi khí hậu mang tính ràng buộc vẫn chưa được thông qua. Một lần nữa, cả thế giới kỳ vọng vào vai trò lãnh đạo của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Lo lắng cho nền hòa bình Trung Đông. Ngày 22 tháng 3 năm 2007, Tổng thư ký Ban bắt đầu chuyến thăm Iraq. Trong cuộc họp báo, Tổng thư ký Ban Ki-moon vẫn điềm tĩnh trả lời báo chí, mặc dù trước đó vài phút, một quả rocket đã rơi cách đó 50 mét, làm chấn động tòa nhà. Sau đó, vào tháng 1 năm 2009, ông đã đến thăm dải Gaza, khu vực tranh chấp giữa Israel và Palestine. Ông đứng ra thực hiện phương thức ngoại giao trung gian hòa giải, và cuối cùng, ông đã thuyết phục được các bên đạt đến thỏa thuận đình chiến. Ban Ki-moon cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình dân chủ hóa của khu vực Trung Đông với cuộc cách mạng hoa nhài chống độc tài tại Tunisia. Tổng thống độc tài của Tunisia là Zine Al Abidine Ben Ali cuối cùng phải lưu vong sang Ả Rập Saudi, đánh dấu sự kết thúc của chế độ độc tài kéo dài suốt 24 năm. Trong nhiệm kỳ mới, ông đã tiếp tục thúc đẩy vấn đề biến đổi khí hậu với thành quả đạt được là Hiệp định Paris được thông qua và đưa vào thực tiễn, thực thi chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Ông cũng đấu tranh vì vấn đề bình đẳng giới, trong đó có việc thành lập cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, hay còn được gọi là Tổ chức Phụ nữ của Liên Hợp Quốc. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 12 tháng 12 năm 2016 đã tổ chức lễ tri ân Tổng thư ký Ban Ki-moon vì những đóng góp không mệt mỏi của ông cho nhân loại trong suốt 10 năm trước khi ông chuyển giao công việc cho người kế nhiệm là Antonio Guterres. Bằng một tâm hồn cao đẹp và thanh bạch, Ban Ki-moon cần mẫn cả đời làm việc và cống hiến vì sự thịnh vượng chung của toàn nhân loại. Ông xứng đáng trở thành nhà ngoại giao kiệt xuất của thế giới và cũng là niềm tự hào của dân tộc Hàn Quốc. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!